Chào bà con cô bác, chào mừng bà con cô bác đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay là ngày 6 tháng 1, em có lên một lô bonsai tầm trung. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em. Em rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong clip vừa qua nha. Thì trong clip vừa qua thì em cũng lên một số cây, thì sợ đôi khi nhiều anh em cũng nói giá cao quá thì đôi khi mình cũng phải ngồi mình xem xét lại. Em sẽ bán cái giá hợp lệ cho mọi người. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Kim Mai Vàng miền Nam anh em nha. Cái này là cây số 1, cái này hồi đó nó là chật lắc cho mọi người. Không biết thời gian sao mà gió thổi gì sao nhão qua bên. Hoành của nó hoành 21. Chiều cao của nó được tầm có 30 thôi. Cái này vô chậu 4 nha mọi người. Cái này vô chậu 4. Cái này nhìn ngoài rất là hay. Đó. Cây số 1. Những cái mặt hàng này em bao bông cho mọi người nha mọi người. Bông rất là đẹp luôn. Nhưng mà đôi khi có những cây mai gọi là cây mai tán chuỗi gì nè, mọi người về nhà ghép thì nó rất là hỗ trợ ha. Rồi cái này là cây số 1. Em xin giao lưu với giá bà con cô bác là 2 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ lên cây số 2. Dạ rồi cái này là cây số 2 mọi người. Cái này vẫn là cây chụp lắc giá lông. Những mặt hàng này nhìn ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Hoành 20. Củ nó ở đây nó được 26, chiều cao của nó được 40, cái này nằm chậu 32, cây số 2, cây số 2, em xoay vòng cho mọi người xem nè, nó có củ đế đồng hoàng cho mọi người, những mặt hàng là mình về nhà mình lên chậu cỡ 30-40 lên rất là đẹp luôn, mình chơi bonsai, nhìn ngoài rất là cá cây, em dẫn bao bông cho mọi người, cây số 2 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.800.000, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Rất là cá cây nha mọi người. Rồi giờ lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 nha mọi người. Cây mai này cực kỳ hàng, gọi là hàng mini, hàng để bàn luôn nha mọi người. Nó dạ. Dáng của nó thì em cắt ở đây là em không biết đường em gọi nó là dáng gì hết. Cây nhưng mà cây rất là già cây. Hoành. Hoành 13. Chiều cao đó đâu được rồi. Đây ha. Chào đây, 18. Đường kính bầu hiện tại giờ nó là 20. Nhưng mà mọi người về nhà biết rằng nó nhỏ, nhưng mà mọi người về nhà mua cái chậu 20 để vô nó đẹp hơn nha mọi người. Cây này nhìn ở ngoài rất là già cây. Đó, cây số 3. Ba về nhà bóng một cái bo lên. Cái này đo này mua hơi lâu rồi mọi người. Tại cái nó dồn cái dinh dưỡng xuống rất là lâu, nó đóng bo lên chơi. Mình chơi những tam giác đây nè. Cây số 3 xin giao lưu giá bà con cô bác là 700.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Cây này có hành động cho mọi người. Nó gọn đẹp 700.000. Giá đưa ra là bao xuyên toàn quốc Việt Nam. Nếu mọi người có clip thứ hai nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tiếp Mây Vàng Việt Nam bên em. Dậm lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 bà con cô bác ơi. Chữ là hàng mini. Nhìn ở ngoài rất là quái nha mọi người. Tuy đế nó không có nhiều nhưng mà mình đủ để chơi. Nó không có nở hậu. Rất là đẹp. Vì nhà mình chơi đóng hai bo ra, mình chơi cái tạng nó ra không có cao cỡ điện nha mọi người. Nó đóng bo lên, đóng bo lên nè. Nó lập ra vậy nè. Ra một cây, nhưng mà đừng đòi hỏi thời gian nha mọi người. Đây, hoành được 16, chiều cao. Chiều cao được 23. Hoành, ôn lộn cây số 4. Cây số 4 em xoay vòng cho mọi người xem. Nhỏ, gọn, đẹp. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 850.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Đây vòng lại cho mọi người xem. Nó có một cái đoạn to rất là đẹp nha mọi người. 1, 2, dựng đọt lên. Tay cành nữa. Nó đầy ra, bẹt ra, bẹt ra. Mình chơi sao nhiều người thích chơi những cái đoạn dương này đúng. Nhưng có cái đoạn dương này mình khoe cái bụng của nó. Bởi vì mình chơi những cái tàn nó lên trên đây thôi. Khi bứt lá ra đó thì mình nhìn thấy được cái đùi thân này ở dưới và đế của nó rất là đẹp. Rồi cái số 4 em xin giao lưu giá bà con bắt là 850.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ em lên cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 bà con ơi. Những mặt hàng này thì tuy nó bé nhưng mà nhìn ngoài rất là khá cây nha mọi người. Hoành 13. Tuổi đời nó từ chục năm không à. Chiều cao của nó được 18. Cái này dẫn vô chậu 20 nha mọi người. Đường kính bầu của nó 20. Nó lực quá. Hoành 13 à, 18 à, số 5 à, xoay vòng cho mọi người xem.
nhỏ gọn đẹp, nhìn ngoài rất là khá cây, nhưng mà tiếc có cái nó nhỏ thôi. Nhỏ thì em bán giá nhỏ cho mọi người. Rồi cây số 5 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 650.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người cho em một cái like, cho một cái chia sẻ nha mọi người. Đó là cái động lực của em để phát triển của em, kinh doanh ngày càng mạnh hơn, ngày càng rộng lớn hơn. Cảm ơn tất cả mọi người dọn lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây số 6 à. Cây này dính ngoại rất là cá cây luôn. Nó quái dữ lắm, nó quái luôn. Dầu luôn, còn nhỏ nè. Đó. Đế thì đế cũ nha mọi người. Đế thì đế cũ, bông thì lại đẹp. Cây này vô chậu 30 xuất sắc luôn. Tuy cái dàn đế của nó mình nhìn mình cảm giác cái này nó nhỏ, nhưng mà mình vô chậu 30 sợ nó chậu nó bự không thích hợp của ông. Nhưng mà có cái sát cây nha mọi người. Cái sát cây này là mình vô chậu 30 rất là hợp luôn. Quanh Quanh vẫn không nói lên được tất cả em cùng mình. Quanh của nó 18 năm ly ở đây. Rồi cái cũ tại cây này nó không phải đế bàn, nó cũ gọn vô. Cũ nó được 37, chiều cao của nó được 38. Xoay dòng kỹ lại cho mọi người xem. Đế cũ bốn mặt luôn nha mọi người. Đế cũ bốn mặt luôn, tròn quay luôn. Đó, cây số 6 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.800.000. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Dậm lên cây số 7. Dạ rồi, cây này là cây số 7 bà con cô bác ơi. Hoành của nó được 17, chiều cao của nó được 41. Rồi chỗ này nha, thử lên, thử coi chơi lên. Không gì đâu. Hoành chỗ này của nó 40. Từ chính bầu cái này vô chậu 30 ok mọi người. Xoay một vòng. Cây mai này đúng là tiếc nhất là thiếu đúng cọng rễ đây. Nó có nhưng không thể nào xử lý bẻ xuống được nha mọi người. Cọng rễ của nó bị hư. Đó, bây giờ em làm cái cắt nó ở đây nè. Xoay vòng cho mọi người xem. Cây số 7. Rồi, cây số 7 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.500.000. Giá đưa ra là bao ship toàn quốc Việt Nam. Những cây giao đến nơi cho mọi người thì đôi khi có những cái trục trặc gì đó, mọi người yên tâm mua bên em. Còn trên clip này thì mọi người chưa nhận được những cái cây mai bồi thường gì đó, mọi người cứ liên hệ qua điện thoại giúp em nha. Chịu khó gọi lại giúp em, em sẽ gửi cho mọi người trong hết năm nay nha mọi người nha. Sợ đôi khi để qua năm thì nó hơi lâu, thì đôi khi nó cũng kỳ quá. Rất là cảm ơn mọi người nha. Dậm lên cây số 8. Dạ rồi, cây này là cây số 8 bà con ơi. Em trước giờ thì em ít chơi những mặt hàng lớn nha mọi người. Em chỉ thích chơi bonsai thôi, cỡ gì. Bởi vì nhiều người hỏi em có hàng lớn không. Hoành 18, hoành lớn, hàng lớn dễ bán hơn. Chiều cao của 44, đường kính bầu của nó được 34. Cái mai này thì đế của nó thì có nhiều cái nó dẫn lên, em đã bẻ vô hết trơn nha mọi người. Cũ đế của nó được 64, em xoay vòng cho mọi người xem. Đó. Nói chung cây này nó hoàn hảo thì không thể nào nó hoàn hảo được nha mọi người. Nó được cái chân đoát đế thì lê que. Em không bây giờ mà nói cây mai này gọi là cái cây mai xuất sắc hay như thế nào. Đó. Rồi cây này là cây số 8, em dẫn bao ship cho mọi người. Cây số 8 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.500.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Bao bọc cho mọi người, bao quay đầu lại cho mọi người. Mọi người yên tâm khi mua bán với bên em. Rất là cảm ơn mọi người dẫn lên cây số 9. Dạ rồi, cây này là cây số 9 bà con ơi. Cây này cây chật lắc, số 9. Đế nói chung là tương đối ổn để chơi một cây bonsai. Cái này cây hàng lùng. Hoành 21, chiều cao của nó được 34. Đường kính bầu thì thường thường em đo được kính bầu, em sẽ lựa chọn cái mặt nào cái dai đế của nó bự nhất em đo, để về nhà mọi người lựa chọn ha. Đường kính bầu hiện tại của nó giờ tầm khoảng chừng 38. Cái này vô chậu 40 nha mọi người. Chậu 40. Cái này có con này quá đẹp. Con này quá đẹp. Rồi cây số 9. Cây số 9 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 2.000.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ lên cây số 10. Dạ rồi, cây này là cây số 10, cũng là cây cuối clip của em trong ngày hôm nay. Cây này rất đẹp cho mọi người. Thường thường thì em lựa chọn những cây số 1, số 7, số 10 để lên cho clip nó may mắn nha mọi người. Đó, cuối cùng là cây số 10. Cây này phải nói gì nó ngoài rất đẹp luôn mọi người. Hoành của nó là 19, chiều cao của nó là 33. Thường thường những mặt hàng bên em thì em có
em đo khi đo hoành cho mọi người chẳng hạn như 15, 17, 18, 19, 20 gì đó em không cần biết, thì mọi người cứ nghĩ đó nhỏ nhưng không phải nha mọi người. Đôi khi có những cây mai hoành 20 mà nó dót lên trên cái đường này nè, từ lên cảm giác co cho cái cây mai mình rất là mừng. Củ đây được 40 nha mọi người, củ đế được 40, cây này em dẫn bao bông cho mọi người, bên ngoài rất là khá cây. Cái này thì chẳng hạn như em chỉ nói đơn giản là mọi người bóng chơi ghét thì đóng bo lên đó. Đây là độc chủ, đây là cầm, đây là cầm, 1, 2, 3 chủ. Mình không có chơi công dưới này đó, mình chơi lả lơi xuống, kiểu điểu với điểu điểu đó. Rồi cái này là cây số 10, cây số 10 em xin giao luôn với giá bà con cô bác là 2 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Em rất là cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi đoạn 10 đoạn clip phô mai của em trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, coi clip bên em thấy mai đẹp, mọi người nhớ cho em một cái đăng ký kênh nha. Rất là cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người.